Những nội dung đáng chú ý cùng tin sáng ngày 7 tháng 5 Quốc gia NATO kêu gọi đàm phán ngừng bắn ở Ukraine Có phải Nga muốn dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn NATO gửi quân tới Ukraine? Mỹ nói yêu sách về biển đảo của Trung Quốc không hợp lý Tâm điểm thế giới Vốn đổ vào khởi nghiệp khu vực Đông Nam Á thấp nhất trong 5 năm Với thông tin trong nước Cây trồng mới chưa đủ Mạng xanh thành phố Hồ Chí Minh thiếu càng thêm thiếu. Giá vé máy bay vào tầm ngắm của Bộ Giao thông Vận tải. Chuyển động sáng nay, chóng mặt với hóa đơn tiền điện tháng 4. Xin chào quý vị đến với một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là những nội dung của phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto mới đây trả lời phỏng vấn báo chí cho biết phương Tây nên thúc đẩy đàm phán để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Phát biểu được đưa ra trong lúc chiến sự vẫn phức tạp với những pha ăn miếng trả miếng giữa hai bên. Tuy nhiên, trên chiến trường, Nga áp đảo về số lượng vũ khí. Phát biểu của ông Grossetto được cho là nhằm ngầm phản đối mọi khả năng dẫn tới viễn cảnh NATO gửi quân trực tiếp đến Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp nói Paris sẽ gửi quân nếu tuyến phòng thủ của Ukraine bị vỡ và Kiev chính thức yêu cầu. Truyền thông châu Âu dẫn lời một số nguồn tin nói rằng đơn vị lính Pháp đầu tiên với hơn 100 binh sĩ đã có mặt tại tiền tuyến Ukraine. Quan điểm của Ý, một trong những quốc gia lớn nhất châu Âu là ủng hộ Ukraine, nhưng nhiều lần công khai phản đối ý tưởng NATO hay châu Âu trực tiếp gửi quân do lo ngại đụng độ trực tiếp với Nga và xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, Tổng thống Macron thừa nhận đã đề nghị các đối tác NATO gửi quân đến Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định vẫn chưa đạt được sự đồng thuận chính thức về việc điều động quân trên bộ nhưng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố Paris sẽ đưa quân đến Ukraine nếu Nga tiến đến Kiev hoặc Odessa. Về phía Moscow, vào ngày 9 tháng 3, Phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Dmitry Polsky, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp để thảo luận ý tưởng Pháp muốn triển khai các binh sĩ của NATO tới Ukraine. Moscow muốn biết thêm về những ý tưởng mà Nga gọi là lệch lạc, đầy dãy sự khiêu khích cho thế chiến thứ ba. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cảnh báo việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 5 tuyên bố họ sẽ kiểm tra khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật thông qua các cuộc tập trận trong tương lai gần lực lượng tên lửa của quân khu phía Nam sẽ trực tiếp tiến hành. Các máy bay chiến đấu và hải quân cũng tham gia. Thông tin được đài RT đăng tải. Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm giải quyết các khía cạnh thực tế của việc chuẩn bị và triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Một số chuyên gia nhận định, Nga muốn dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn khả năng NATO hoặc quốc gia NATO muốn gửi quân đến Ukraine. Có báo cáo cho rằng, Pháp đã gửi những đơn vị quân đội đầu tiên đến tiền tuyến ở Ukraine một số quốc gia NATO khác có thể sẽ sớm tiếp bước. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại nhỏ sử dụng trên chiến trường. Với sức tàn phá khủng khiếp, chúng có thể biến hàng chục km vuông ngay lập tức bị thiêu trụi. Trường hợp các đơn vị của NATO là mục tiêu, khả năng cao, hầu hết binh sĩ trong phạm vi ảnh hưởng sẽ ngay lập tức thiệt mạng. Điều này là quá sức chịu đựng và thổi bùng lan sóng biểu tình phản đối tại quốc gia gửi quân. Một số chuyên gia cho rằng có thể đây là viễn cảnh Nga muốn vẽ ra nhằm ngăn cản bất kỳ quốc gia nào muốn gửi quân đến hỗ trợ Ukraine. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vừa cho biết các tuyên bố mở rộng về lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là bất hợp pháp. Theo đô đốc Hải quân Samuel Paparo, người mới thay thế đô đốc John Aquilino, hành động của Trung Quốc vượt xa cụm từ về tiêu chuẩn vùng xám. Ông nói, bạn tôi, tướng Browner đến từ Cộng hòa Philippines, gọi vùng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền là vùng xám. Nghe có vẻ chưa hợp lý. Phải gọi vùng đó là vùng bất hợp pháp, nơi chứng kiến sự hung hãn và lừa gạt. Ông đề cập đến tướng Browner, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines. Đô đốc Pavaro nắm quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khu vực trải dài từ Hawaii đến Ấn Độ. Đây được coi là bộ chỉ huy quan trọng nhất trong 6 bộ chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ. Đô đốc Paparo cam kết, các lực lượng dưới quyền ông sẵn sàng hợp tác cùng những bên khác để bảo vệ hòa bình theo luật pháp quốc tế. Tháng 7 năm 2016, Tòa án quốc tế La Hay ủng hộ đơn kiện của Philippines bác bỏ yêu cầu 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Đô đốc Paparo giống như người tiền nhiệm Aquilino, tốt nghiệp trường đào tạo chuyên về vũ khí hải quân loại ưu tú. Ông có 37 năm phục vụ trong lực lượng hải quân kể cả lái máy bay chiến đấu F-15C ở Ả Rập Xê Út và Ireland. Cơ quan thống kê Indonesia ngày 6 tháng 5 cho biết, kinh tế nước này tăng trưởng 5,11% so với cùng kỳ trong quý 1 năm 2024, cao hơn so với mức tăng 5,04% trong quý 4 năm 2023. Trước đó, trong một cuộc khảo sát với các nhà kinh tế do Reuters tiến hành cho thấy, con số trung bình được dự đoán là khoảng 5%. Tiêu dùng hộ gia đình chiếm một nửa kinh tế Indonesia tăng 4,91% được thúc đẩy bởi tháng chay Ramadan khiến nhu cầu cao về đi lại, thực phẩm, nhà hàng và khách sạn. Bà Amelia Wijayanti, giám đốc cơ quan thống kê Indonesia nói, xu hướng giảm giá các mặt hàng xuất khẩu chính của Indonesia như dầu cọ thô và than đá tiếp tục diễn ra trong quý đầu tiên của năm 2024. Trong bối cảnh giá các mặt hàng xuất khẩu chính giảm Kinh tế Indonesia đã tăng trưởng vững chắc ở mức 5,11%. Sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi hoạt động kinh tế trong nước mạnh mẽ. Về lĩnh vực sản xuất, những ngành đóng góp chính vào tăng trưởng là công nghiệp khai khoáng, chế biến, xây dựng và thương mại. Các đảo Kalimantan, Sulawesi, Maluku và Papua ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn trung bình quốc gia, chủ yếu nhờ vào khai thác mỏ và chế biến kim loại. Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết vào tháng trước rằng Họ dự kiến tăng trưởng trong hai quý đầu năm 2024 sẽ vượt qua 3 tháng cuối năm 2023 nhờ mức tiêu dùng hộ gia đình cao trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Chi tiêu chính phủ cũng tăng mạnh 19,9% nhờ hoạt động tập trung bầu cử. Chi tiêu của chính phủ và các đảng phái chính trị trong cuộc bầu cử Tổng thống và cơ quan lập pháp vào tháng 2 năm 2024 đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế. Tổng thống Yoko Widodo triển khai các chương trình dân túy được cho là mang lại lợi ích với ứng viên Prabowo Subianto, người đã chiến thắng trong cuộc đua tổng thống. Cùng lúc đó, xuất khẩu chỉ tăng 0,5% so với một năm trước do giá hàng hóa thấp hơn đã ảnh hưởng đến các mặt hàng than, dầu cọ và niken. Giá hàng hóa đã giảm từ năm ngoái sau khi tăng vọt vào năm 2022 trong bối cảnh chiến tranh nga ukraine và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết vào tháng trước Xuất khẩu bị ảnh hưởng do giá hàng hóa ở thị trường quốc tế thấp hơn và nhu cầu từ các đối tác thương mại chính của Indonesia như Trung Quốc đi xuống. GDP của Indonesia tăng 5,05% vào năm 2023, chậm lại so với mức 5,31% năm 2022 do xuất khẩu yếu đi. Ngân hàng Trung ương dự báo tốc độ tăng trưởng từ 4,7% đến 5,5% cho năm 2024. Chuyên gia kinh tế Hoshiana Situmorang từ Korea Investment Asset Management Indonesia nói, sự những thách thức kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn còn khá cao. Mức tiêu dùng hộ gia đình tăng cho thấy, sức mua của người dân Indonesia vẫn được duy trì. Những thách thức toàn cầu như xung đột Israel-Iran và định hướng lãi suất của Mỹ vẫn sẽ ở mức cao trong dài hạn, ít nhất là đến nửa đầu năm 2025. Nhưng nhìn về phía trước, kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng từ 5 đến 5,2% vào năm 2024. Trong một báo cáo gần đây, quý 1 năm 2024, vốn huy động cho các công ty khởi nghiệp ở Đông Nam Á giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, phản ánh quá trình suy giảm kéo dài từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc và có rất ít dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, các công ty khởi nghiệp trong khu vực đã huy động được 1 tỷ đô la Mỹ vốn cổ phần trong 3 tháng đầu năm 2024, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước và chưa bằng một nửa so với quý tư năm 2023. Báo cáo do SE Asia Deal Review thống kê, tổng cộng có 180 giao dịch được thực hiện trong quý 1 năm 2024, giảm so với 193 giao dịch một năm trước đó. Gây quỹ khởi nghiệp ở Đông Nam Á bắt đầu tăng vào cuối những năm 2010, đạt đỉnh điểm vào năm 2021, khi các doanh nghiệp kỹ thuật số từ FinTech đến y học từ xa thu được rất nhiều tiền đầu tư trong thời kỳ đại dịch. Nguồn tài trợ có xu hướng giảm từ cuối cuối cùng của năm 2021 khi nhận được 8 tỷ đô la Mỹ trong lúc sự bùng nổ cổ phiếu công nghệ toàn cầu trong thời đại đại dịch chững lại và lãi suất bắt đầu tăng. Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự điều chỉnh bởi doanh nghiệp thiên về dịch vụ tiêu dùng. Lĩnh vực này đang ngày càng cạnh tranh hơn. Tính theo ngành, Thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực giảm mạnh nhất trong quý 1 năm 2024, chạm mức thấp mới do các nhà đầu tư tránh xa. Lĩnh vực này chỉ chứng kiến 10 thương vụ cấp vốn cổ phần và huy động được 18 triệu đô la Mỹ, thấp nhất từ năm 2019. Những năm gần đây, thương mại điện tử vốn đã đông đúc của khu vực, chứng kiến những người mới như TikTok. Tháng 1 năm 2024, Lazada, thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, đã sa thải tới 30% nhân viên trên toàn ASEAN do cạnh tranh ngày càng tăng. Ông Shane Chesson, đối tác của Open Space Ventures, có trụ sở tại Singapore, nói với Nikkei Asia rằng, Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các đợt thoái vốn lớn bị trì hoãn đến năm 2025. Bạn cần thị trường ổn định và có thể cho các công ty thêm một năm nữa để củng cố tình hình tài chính. Báo cáo còn cho biết, trong khu vực chỉ có 5 thương vụ ở giai đoạn cuối, được các công ty khởi nghiệp Đông Nam Á hoàn thành trong 3 tháng đầu năm 2024, ít nhất trong 5 năm. Thương vụ mua cổ phần lớn nhất trong quý 1 năm 2024 được thực hiện bởi Asia Link Finance, một công ty cho vay tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ có trụ sở tại Philippines. Họ đã huy động được 71,3 triệu đô la Mỹ. Một công ty fintech khác của Philippines, UNL Bank, huy động được 32,1 triệu đô la Mỹ để mở rộng kinh doanh ngân hàng số. Các nhà gây quỹ lớn khác trong quý đầu tiên có công ty khởi nghiệp sinh Auto của Singapore với 45 triệu đô la Mỹ, hay công ty gọi xe Việt Nam B Group với 30,3 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, hàng nghìn cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị di rời, đốn hạ để nhường chỗ cho các dự án giao thông. Tuy nhiên, diện tích mảng xanh trồng mới chưa đủ để bù đắp, khiến cho mảng xanh của thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu lại càng thiếu. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng vào tháng 10 năm 2023, tỷ lệ đất cây xanh công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất trong các đô thị của cả nước, chỉ đạt khoảng 0,55 m2 mỗi người. Trong khi đó, tiêu chuẩn cây xanh đô thị khoảng 15 m2 mỗi người. Diện tích công viên công cộng nằm trong quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh lên đến 11.400 ha, chi tiêu bình quân 7 m2 mỗi người dân. Tuy nhiên, kết quả giả soát mới đây cho thấy diện tích công viên chỉ hơn 500 ha, dù đang thiếu cây xanh, nhưng thời gian qua, nhiều dự án giao thông triển khai đã di rời đốn hạ rất nhiều cây lâu năm. Để triển khai dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, có 453 cây xanh trên nhiều tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Lê Lai, Phạm Hồng Thái, Sư Nguyệt Ánh phải di rời, đốn hạ. Hai dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám và đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng có hàng trăm cây xanh phải di rời, đốn hạ từng được mệnh danh là con đường dập bóng mát của thành phố Hồ Chí Minh với hàng trăm cây cổ thụ. Nhưng sau đó bị đốn hạ để làm cầu ba son, nên giờ đây đường Tôn Đức Thắng, quận 1 trở nên trơ trọi, thành lò nung trong đợt nắng nóng gay gắt vừa qua. Theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Metro số 2, việc đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro là sự lựa chọn bất khả kháng. Ông Vịnh cho biết, việc tái tạo mảng xanh và trồng lại ở ga tuyến Metro số 2 hiện đã được bố trí trong dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ. Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn báo lao động, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc di rời cây xanh là điều phải làm để có mặt bằng xây dựng các dự án như nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa và mở rộng đường Hoàng Hoa Thám. Những cây di rời sẽ được đưa về vườn ươm chăm sóc và trồng ở các nơi khác. Dự án nút giao An Phú cũng có thiết kế mảng xanh, cây cảnh và cây bóng mát. Vì vậy, những cây xanh bứng dưỡng có thể được tận dụng để trồng lại ở các vị trí phù hợp. Ông Lương Minh Phúc khẳng định tại các dự án, đơn vị sẽ trồng lại bằng hoặc hơn lượng cây xanh đã đốn hạ. Ngoài ra, ban giao thông sẽ phối hợp để tổ chức những ngày hội trồng cây. Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng những nguyên tắc trên vào các dự án. Để thành phố vừa có đường giao thông, vừa bù đắp được mảng xanh, ông Phúc cho biết thêm. Chuyển sang những thông tin về du lịch, cùng với các gói sản phẩm đa dạng trong mùa hè năm 2024, hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đều tung ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá cho khách hàng. Theo đó, đường đua kích cầu du lịch hè 2024 tiếp tục nóng với tour nội địa lẫn quốc tế. Theo trang tin Thông tấn xã Việt Nam, trong ngày 11 tháng 5, công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist sẽ tổ chức sự kiện party vào hạ tại trụ sở chính và 18 chi nhánh trên toàn quốc. Theo đại diện lữ hành Sài Gòn Tourist, với chùm tour du lịch trong nước khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng được ưu đãi với mức giảm đến 50%. Riêng du lịch nước ngoài, Sài Gòn Tourist áp dụng mức giảm 30 triệu đồng với hành trình Bắc Âu kéo dài 12 ngày, giảm 20 triệu đồng hành trình Pháp, Thụy Sĩ, Ý kéo dài 10 ngày. Không nằm ngoài đường đua kích cầu du lịch hè, từ nay đến ngày 31 tháng 7, Viettravel Travel triển khai chương trình khuyến mãi mang thông điệp Hội hè cực bốc, cơn lốc niềm vui. Theo đó, khách hàng có tổng giá trị thanh toán từ 45 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng, nhận ngay mức hoàn tiền 1,5 triệu đồng. Tổng giá trị thanh toán từ 75 triệu đồng trở lên, nhận ngay mức hoàn tiền 3 triệu đồng. Dự kiến, trong mùa hè năm 2024, nhu cầu tổ chức nghỉ dưỡng của các đoàn thể và công ty sẽ tăng. Do đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chú trọng tăng thêm lợi ích cho khách hàng theo hình thức mua tour đoàn, ví dụ như tặng tour lẻ, miễn phí xe đưa đón hay tặng gói tổ chức trò chơi team building. Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành còn chia sẻ cùng khách du lịch khi giá vé máy bay tăng mạnh bằng cách đặt vé máy bay bằng với giá mua trực tiếp từ các hãng hàng không liên quan đến hoạt động ngành hàng không, đoàn kiểm tra gồm 10 người của Cục Hàng không vừa được thành lập để kiểm tra hoạt động bán vé, niêm yết giá vé của các hãng từ ngày 1 tháng 1. Theo trang tin VN Express, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng thông báo Cục Hàng không vừa thành lập đoàn kiểm tra về việc bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không từ đầu năm tới nay. Đoàn gồm 10 người do ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không làm trưởng đoàn đoàn sẽ kiểm tra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5. Được biết, vào ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Giao thông Vận tải yêu cầu vụ vận tải và Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, ra soát tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao. Trường hợp phát hiện bất thường, Cục được yêu cầu kịp thời xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo về Bộ trước ngày 10 tháng 5. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân nhất là dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Gần đây, theo một số ý kiến cho rằng giá vé máy bay tăng cao quá mức, một phần do phải chịu các khoản thuế, phí không hề nhỏ, với trên 20 loại cả trực tiếp và gián tiếp. Trước vấn đề này, lãnh đạo Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí thuộc Bộ Tài chính cho biết các khoản phí trong giá vé máy bay là giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, không phải là phí thuộc ngân sách nhà nước theo luật phí và lệ phí. Do đó, giá vé tăng cao không do thuế, phí. Khảo sát của VN Express đầu tháng 3 cho thấy, giá vé nhiều trạng bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 cao gấp 1,5 lần so với ngày thường. Đơn cử, trạng Hà Nội Quy Nhơn, giá vé máy bay khứ hồi đi các ngày 27 tháng 4 đến 30 tháng 4 là 5 triệu đồng, cao hơn 600.000 đồng so với một tháng trước cao điểm và cao hơn 2 triệu đồng so với một tuần sau cao điểm. Vào năm trước, dữ liệu phòng vé của Best Price cho thấy, về máy bay khứ hồi chặng Hà Nội Quy Nhơn cho hành trình ngày 28 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 là khoảng 2,3 triệu đồng mỗi người. Sắp đến những ngày hè và nắng nóng khiến cho tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân ở Hà Nội tăng 20 đến 50% so với tháng 3, thậm chí cao gấp đôi so với các tháng đầu năm. Theo ghi nhận ngày 6 tháng 5 của báo Lao động, tại Hà Nội, nhiều người dân than phiền vì tiền điện tháng 4 tăng đột biến. Một người dân ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, do sống độc thân nên hóa đơn tiền điện của anh dao động từ 300 đến 500 ngàn đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, kỳ điều chỉnh hóa đơn tháng 4 vừa rồi, tiền điện vọt lên rất mạnh, lên tới gần 1,3 triệu đồng, gần gấp 3 lần so với hóa đơn điện các tháng đầu năm. Anh tính toán, mới đầu hè nhưng hóa đơn tiền điện tăng mạnh so với các tháng trước khiến tôi rất sốt ruột. Thời gian tới, khi Hà Nội bước vào mùa nắng nóng, tôi sợ hóa đơn tiền điện sẽ vọt tăng hơn nữa, nhất là khi ngành điện có thể điều chỉnh giá. Chủ một hộ khác ở quận Cầu Giấy Hà Nội cũng cho hay, tiền điện của gia đình chị đã tăng hơn 50% so với những tháng trước. Thông thường, gia đình chị trả khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng, đến tháng 4, tiền điện vọt lên hơn 3 triệu đồng, tăng cả triệu đồng so với tháng trước. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội Người dân cùng nhau khoe hóa đơn tiền điện tháng 4. Trên một nhóm cộng đồng, có người còn đăng nội dung: "Dân chơi giờ đừng khoe đồ hiệu nữa, khoe hóa đơn tiền điện đi." Chỉ sau hơn 20 phút, nội dung này đã thu hút hơn 100 bình luận. Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng là thủ phạm khiến hóa đơn tiền điện tăng. Tuy nhiên, một lý do khác là hóa đơn tiền điện đang bị nhảy bậc theo biểu giá lũy tiến. Ông Kiên cho biết Giá điện đang tính theo 6 bậc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong số 2,47 triệu hộ gia đình, có 1,8 triệu khách hàng sử dụng điện từ bậc 4 trở lên. Theo quy định, sản lượng điện nhảy bậc càng cao, giá tiền trả càng tăng. Đây là quy định về giá bán lẻ điện của Bộ Công Thương ban hành năm 2023. Trao đổi với Lao động, giáo sư tiến sĩ Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực cho rằng, về nguyên tắc, số bậc thang càng ít càng tốt cho người tiêu dùng, giúp người sử dụng điện tiến gần hơn đến việc trả tiền đúng nhu cầu sử dụng. Với cách tính hiện tại, giá điện vẫn có tình trạng bù chéo, nghĩa là người dùng nhiều phải bù cho người dùng ít, khách hàng sinh hoạt bù cho khách hàng kinh doanh. Theo ông Long, trong năm nay nên bắt đầu thực hiện giá bán lẻ điện cạnh tranh và tiến dần đến một giá duy nhất, việc giảm bậc phải được áp dụng sớm hơn. Trong 10 năm qua, giá điện chỉ mới giảm được một bậc, bước đi này rất chậm trễ. Giáo sư tiến sĩ Trần Đình Long nhận định. Phần cuối tin sáng ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhịp sống đô thị xuôi ngược, có một lớp học chan chứa tình thương, lặng lẽ gieo kiến thức và chắp cánh cho những ước mơ. Cứ đến 6 giờ tối, những phòng học trong khuôn viên chùa Lá, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh lại sáng đèn, đón hàng chục lượt học viên vào lớp. Suốt 14 năm qua, các lớp học tại đây đã dạy ngoại ngữ miễn phí cho hàng nghìn người đặc biệt là những sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn. Vào năm 2009, sư thầy thích nhuận tâm chăn trở khi thấy nhiều sinh viên không đủ điều kiện học ngoại ngữ ở các trung tâm. Từ đó, sư thầy quyết định dành một phần đất của chùa lá để xây các lớp học miễn phí. Đến nay, các lớp học ở chùa lá dạy 6 ngoại ngữ, gồm có Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp và tiếng Đức các lớp bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mặc dù miễn phí, nhưng các học viên đều được dìu dắt bởi những thầy cô có kinh nghiệm và trình độ. Một giảng viên chia sẻ: Nhiều học viên ở đây sau khi có công việc ổn định cũng đã quay về để giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn khác. Cứ như thế, suốt 14 năm qua, những lớp học ngoại ngữ tại chùa Lá vẫn lặng lẽ hoạt động, lặng lẽ lan tỏa kiến thức và tình người ấm áp. nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin sáng ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát sóng tiếp theo